Xin chào các bạn, hôm nay mình có một cái bộ Music Server chạy Volumio và mình build trên cái bo Raspberry Pi 0 VK các bạn đó. Thì và một cái bo DAC, thì hai cái này nó ghép lại với nhau qua cái chân cắm này và các bạn sẽ có một cái bộ Music Server chạy Volumio và có thể stream nhạc về đây nghe hoặc là nghe trên những cái ổ cứng tại nhà, nhạc chất lượng cao nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách build bộ này từ đầu luôn nha các bạn, từ cái cách mua phần cứng như thế nào và cũng như nói sơ sơ về cái cách sử dụng nó, rồi cái cách mà cài Volumio lên đây như thế nào. Mình sẽ chia sẻ ra làm 2-3 cái video gì đó, tại vì cái nội dung này nó khá là nhiều thông tin nên là chia ra vậy các bạn dễ coi hơn. Thì đầu tiên thì chắc là nói một chút về Volumio đi. Thì Volumio nó là một cái bản phân phối Linux các bạn. Thì cái bản phân phối Linux đó nó chuyên dùng để nghe nhạc thôi. Thì ban đầu là họ build cho Raspberry Pi thôi các bạn. Nhưng mà sau này thì do cái độ phổ biến cũng như là nó xài tốt quá nên là những cái nhà sản xuất những cái bo hệ thống nhúng kiểu này nè các bạn, họ đã hỗ trợ cài Volumio lên đó. Thì nhưng mà Raspberry Pi á là được hỗ trợ rất là tốt, cũng như là chạy rất là trơn tru các bạn. Thì các bạn cần có thêm một cái thẻ nhớ như thế này để các bạn tải cái file image Volumio về, các bạn bên vô đây và sau đó các bạn cắm vào cái bo Raspberry Pi của mình. Thì các bạn có thể dùng cái bo Pi 3 hoặc là Pi 4 đều xài được nha các bạn. Thì nó xài tốt hơn cái bo Pi 0 VK này nữa, tại vì cái tốc độ nó cao hơn các bạn. Nếu mà muốn mua cái bo này á, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn click vô tham khảo nha các bạn. Pi 3, Pi 4 mình cũng để những cái link giá tốt ở bên dưới luôn để các bạn có thể tìm mua. Rồi thì tiếp theo cái bộ mà Volumio Music Server của mình thì mình cần có một cái bo DAC như thế này các bạn. Thì cái bo này nó gọi là B1 F1 DAC cộng DAC Plus đó các bạn. Đó. Thì nó có thêm số 2.0 hay gì nữa nhưng mà cái cuộn cảm này của mình nó che rồi. Đó. Thì cái bo này á các bạn, nó là một cái bo clone lại của cái hãng tên là Hi-Fi Berry các bạn. Đó. Thì cái nhà sản xuất Hi-Fi Berry đó họ chuyên sản xuất những cái DAC dành cho Raspberry Pi hay là những cái bất kỳ cái nhà sản xuất bo hệ thống nhúng nào mà có xài cái cổng GPIO này các bạn. Đó. Thì họ chuyên build những cái DAC dạng đó. Thì nhưng mà họ bán giá khá là cao các bạn, cỡ 30-40 đô cho một cái bo loại này, giống như vậy. Nó xài con chip BCM5122. Đó, thì cái anh hàng xóm của mình, anh Trung Quốc đó các bạn, thì ảnh loan lại cái bo đó. Cái bo đó gọi là Hi-Fi DAC Plus. Thì ảnh loan lại giống vậy thôi. Cái bo của Hi-Fi Berry thì mình sẽ để hình đâu đó cho các bạn tham khảo nha. Đó, thì ảnh lấy lại cái sơ đồ mạch này kia các bạn, xong là ảnh build ra cái bo này và ảnh bán hơn 300.000 thôi các bạn. Thì cái link mua cái bo này mình sẽ để bên dưới cho các bạn nào muốn mua nha các bạn. Đó, thì trên đây chạy con BCM5122 luôn, đúng là con IC đó luôn các bạn. Và cái sơ đồ mạch thì mình nhìn thấy nó cũng giống nhau và nó ra cái cổng analog, hai cái đường analog là 3.5, một cái jack 3.5 và một cái jack bông sen kiểu này các bạn. Đó, thì các bạn nào mà nghe nhạc qua tai nghe này kia thì có thể cắm cái cổng 3.5 ở đây các bạn. Đó, cắm vô đây nghe qua tai nghe, hoặc là các bạn có nghe qua cái dàn âm thanh á thì xài cổng bông sen này các bạn, left right. Đó rồi vậy thôi. Và cái bo này á thì mình có độ lại một tí rồi các bạn tại vì mình thích vọc vạch á nên là mình mua những cái tụ chất lượng cao rồi các bạn, của Nikicon nè. Đó, mình độ vô đây. Thì cái bo mà mình để cái link ở bên dưới cho các bạn á thì nó sẽ nhìn hơi khác ở cái phần tụ này đó các bạn. Đó, hai con trở này thì mình hai con trở đeo và hai cái tụ này nó cũng khác so với nguyên bản của nó. Thì các bạn nào mà không biết DIY kiểu mà hàng này kia thì các bạn có thể xài nguyên bản của nó luôn các bạn, nó cho ra cái chất lượng cũng hay rồi. Đó, và cái cuộn cảm này mình cũng độ luôn rồi. Nguyên bản của nó thì nó không có cái cuộn cảm, nó có nhưng mà cái cuộn cảm của nó không có to như vậy. Đó, thì trên cái bo này á nó xài một cái con IC nguồn cách ly. Để
vậy các bạn đó, 5V thôi, 1W. Thì cái con này nó sẽ lấy cái điện từ cái bo Raspberry Pi của mình ở bên dưới nè các bạn, nó đưa lên đây để nó xài cho cả một cái hệ thống DAC trên này đó. Thì bình thường á, những cái bo DAC khác á, thì nó cần các bạn cấp một cái nguồn rời vô đâu đó trên này, nhưng mà cái bo này á, đặc biệt nó tiện lợi cái là nó không cần cái nguồn rời luôn các bạn, nó xài thẳng cái nguồn 5V của bên dưới, xài chung với lại cái bo Raspberry Pi của mình bên dưới luôn các bạn đó. Rồi vậy thôi, thì để mình cắm vô thử cho các bạn coi nha. Đây, mình cắm vô kiểu này. Và cái chân giao tiếp là GPIO, nhưng mà cái chuẩn thì là E2F nha các bạn. Thì nó xài một vài cái chân trên này thôi, nó không xài hết những cái chân GPIO này đâu. Nên là nếu mà các bạn có xài những cái chân GPIO khác thì vẫn xài được nha các bạn. Nhưng mà cài Volumeo thì chắc là không nên cài cái khác đâu. Với lại cái bo này có bao nhiêu tiền đâu, mình mua cái bo khác để mình xài cho những cái ứng dụng khác thôi, đâu có xài chung được. Rồi, thì ở đây mình xài một cái cục nguồn dự phòng và một cái rắc dây micro USB các bạn. Tại vì cái bo Raspberry Pi của mình nó xài cái cấp nguồn là micro USB các bạn. Đó. Thì các bạn cắm vô như thế này, hai cái này nó sát nhau như thế này các bạn. Đó. Đây, nó sẽ nhỏ gọn như thế này, mình có thể mang đi đâu bất cứ đâu cũng được các bạn. Và quên, mình chưa cắm thẻ nhớ vô các bạn. Chưa cắm thẻ nhớ vô thì nó cái bo bi của mình bên dưới nó không có bút. Đây mình cắm lại. Đó, lên cái đèn màu xanh của Raspberry Pi rồi các bạn. Đó. Rồi, nó đang bút. Thì khi mà nó bút xong á thì ở đây nó sẽ có một cái đèn báo của cái DAC của mình các bạn. Còn đây chỉ là cái đèn nguồn của DAC thôi, tức là nó nhận được cái nguồn từ con Raspberry Pi bên dưới. Rồi. Thì khi mà nó bút xong cỡ chừng một phút đó các bạn, thì các bạn có thể nghe được. Và cái bo này thường á là mình sẽ cắm 24/24 luôn các bạn, tại vì nó không có hao điện, đâu có hao bao nhiêu đâu. Và bất cứ khi nào mình muốn nghe nhạc thì mình kết nối thẳng nó vô cái dàn âm thanh sẵn ở nhà của mình luôn các bạn. Thì bất cứ khi nào mình muốn nghe nhạc ở bất cứ đâu trong nhà thì mình cứ điều khiển trên điện thoại thôi các bạn. Thì đặc biệt là cái Volumeo này á, các bạn có thể điều khiển trên điện thoại ở bất cứ đâu ở trong nhà mình nha các bạn. Chỉ cần hai cái bo Raspberry Pi này và cái điện thoại của mình nó kết nối với cùng một cái access point, tức là cùng một cái lớp mạng đó các bạn, thì mình có thể điều khiển nó được. Nhớ vậy thôi. Và trên iPhone á, thì cái ứng dụng Volumeo thì mình phải mua các bạn, mấy chục ngàn á, 45.000 thì phải. Mà mình không có mua, mình xài trên trình duyệt thôi. Cứ truy cập vào đúng cái địa chỉ IP của con Raspberry Pi của mình là mình điều khiển được nó thôi. Thì cái giao diện thì mình sẽ để đâu đó trên màn hình cho các bạn tham khảo nha. Tại vì bây giờ cái này nó đang khởi động, mình cũng chưa vào được. Rồi. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình để cho các bạn build cái phần cứng ban đầu cho cái music server của mình các bạn. Còn cái phần sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cài đặt nha các bạn. Ok. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo, là cái video clip mà mình cài đặt phần mềm Volumeo lên trên cái bo này. Ok, xin chào.